Em tên là Nguyễn Phương Minh Thư, hiện là em đang học lớp 11 tại trường trung học Liên Quy Đông ở Tâm Kỳ, thành phố Quảng Nam. Em vừa đọc visa Úc. Em rất là vui mừng khi biết tin đó. Lý do em chọn du học bên Úc vì thời tiết ở đó rất là ôn hòa, điều kiện học tập cũng rất là tốt. Em nghĩ em sẽ phát triển được bản thân nếu du học bên đó. Qua bên đó em sẽ học tiếp lớp 11 tại trường quốc tế ở thành phố Sydney. Vì không có người thân nên khi du học bên Úc em sẽ được ở homestay. Trong quá trình làm visa thì em được làm với chị Hương. Chị tư vấn em rất nhiệt tình, chị hỗ trợ cho em giấy tờ rất đầy đủ. Em rất có cảm tình với chị Hương. Để chuẩn bị visa du học, em cần có bản điểm học tốt và chứng minh tài chính. Nói chung là những giấy tờ đó thì bên công ty Tân Đại Dương cũng đã chuẩn bị và hướng dẫn hết cho mình rồi. Với một phần kinh nghiệm riêng là mình muốn chỉ là nếu các bạn muốn tỷ lệ đậu visa lớn hơn thì nên phải học tập thật tốt để chuẩn bị có bản điểm và chứng minh tài chính của gia đình thật tốt để bên lãnh sự quán có thể xét duyệt có tỷ lệ đậu nhiều hơn. Chúc các bạn đậu visa giống mình.